quá đã, cái mẹ bự bự luôn à. Mẹ này bự chưa hết, nó còn khúc luôn, thầy xuồng luôn rồi, khẩm luôn rồi. Quá đã. Mày nó chơi cái hơi trò nó rất mạnh luôn á. Đây, tới luôn mày ơi. Giấc này tiếp tục mấy lưới tiếp theo bạn ơi. Chiếc này cái đầu trên này cá nhiều à. Đầu trên hồi nãy lúc mình chống vô cá nó chạy dữ lắm luôn. Sớm giờ quần quần đầu dưới. Hai mẻ cũng được mấy chục à. Chắc 60-70 ký. Cá này kiểu như đó mà lúc nước vô cái bà con ta thả mà mua cá giống, cá chép với cá mè về thả. Ừ, cũng miếng đưa vô lô tai vẫn cục. Cá mè với cá chép ta thả xuống rồi đặng hết vụ á, kéo lên bán thu nhập á, kiểu như mình làm lúa vậy đó. Còn cá khác là tự nhiên hết. Cá chê, cá gô, cá lóc, cá gô phi rồi là cá đó là tự nhiên hết. Có mình thích xuống đây lần nào về có cá chê vàng nướng ngon, thơm béo. Sớm giờ cũng mười mấy 20 con. Cá chốt hả? Cá chốt ít nhưng mà cá chốt quá là... nữa hảo đặt hai cái ngục á, nó nhiều dưới kinh nó mới có cá lớn. Nhìn cánh đồng mênh mông luôn. Miếng này bữa anh Nhân Hảo nói nhiêu câu mình cũng quên tiêu rồi. Bữa cắm câu á, cá gô dữ lắm luôn mà kéo không vô. Chiếc này kiếm mới gô mề kìa, gô gô đồng ngon mềm mà béo á. Thương không hả? Vợ mình ăn cá gô nuôi không à? Vợ mình không biết ăn đồ đồng. Cá lóc nuôi, gô nuôi, gô phi, điêu hồng nuôi. Phái thịt nhiều, không phải phái thịt nhiều đâu. Mà tại gỡ xương không được. Chơi vàng á, chơi vàng nướng mắm gừng là ngon nhất. Nó là coi như là cực phẩm luôn á. Cái chơi vàng là nướng là ngon nhất. Mắm gừng mà ngộ ra chơi vàng mắm gừng là ngon, thơm nữa, nó kiểu như nó hạp vậy. Rồi chờ đợi tiếp mẻ lưới nè bạn ơi, mẻ này chắc nhiều á, theo dự đoán nha. Mẹ này bao nguyên khu này cá nhiều luôn rồi, nhảy dữ rồi. Cái này túm đầu được rồi, giờ bắt đầu là thu nhiều chì. Máy kéo chạy hết xăng rồi, vô xăng. Đầy xuồng luôn. Ủa nhảy dữ rồi. Này có đầy xuồng. Cái gì bán được vậy hả? Sạc cô che nhóc luôn hả? Bơi lấy xuồng ra dùm. Trời chạy. Cạn mà nghe đầu gối à. Bơi. Bơi đi, bơi đi. Bơi kè luôn. Bơi
Bơi đại ngăn lưới cũng được. Rồi vô rồi, bốn mấy ký cá quá bự. Kéo kéo. Cá chà bá. Cá gô đó. Cá gô hả? Đàn ông không có cá gô đó, không chịu đó. Bởi vậy đàn ông phải có cá gô mới được. Đó giờ mày đá thì nó ăn hả? Dạ. Đó giờ mày đá có thì nào? Đá gì? Đá gà mái. Có ăn đâu, toàn thua không? Đâm cửa người thấy, thấy ớn không ạ? Đó gì? Đâm cũng dữ lắm mà cũng thua. Đâm hồi tóc chạy anh. Tóc chạy giờ anh tà đầu luôn à. Nghẻo đầu cái rồi thua. Biết kho hả? Bây giờ mà động động nó kéo lại cái hồi sáng. Dạ. Gồm, gồm cũng dữ. Còn cái lưới này thì cá sạch lắm mà, chỗ cái góc này nè. Dạ. Góc này nè. Góc bên đó thôi, góc ra ra cái đập. Lưới nhiều quá. Lưới này cũng cá sạch nhiều nè. Ục quá sao ục à. Nếu như hiệp cái tùng chút xíu xíu. Cái tùng xíu xíu à. Cái chì hơi nhẹ, cái kéo hai đầu nó hỏng lên trời. Dở lên kéo nổi. Nổi xong rồi hỏng rồi cả 7 tấm thước chục thước. Rồi vậy. Đây được cái chóp chót rồi đít nè. Cái sạc à, cái thủng đó. Sạc ngừ luôn. Ục quá ục luôn. Trời nắng này cái sạc này về làm khô ngon, mềm. Dữ gì sao, 40-50 người đã mua cá luôn hả? Rồi cái này kéo chắc tới tối luôn á. Cái chợ luôn. Kéo vô không kịp bán luôn rồi. Cá quá đắt rồi. Đầu vô vậy đó. Đầu vô kéo trước rồi ngon ha. Ta no ngán cái đời lúc đó quá nhiều. Lưới này cá sặc là dữ dằn luôn. Sao đít nó cũng ngừ qua đẳng cho người ta. Ít hèm. Trên đây làm như ít hèm hơn. Cái đít cũng ngừ đẳng cho người kìa. Động nước dữ rồi. Ủa. 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 Nhiều quá, thấy chạy đục nước chân rồi đó. Bắt đầu tới rồi đó. Thù rồi đó. Lộn xộn giống chân rồi. Ủa. Dữ rồi, dữ rồi. Đuôi ngư đắng chân rồi kìa. Cá kéo lưới vô thôi cá nuôi nữa. Cá kéo lưới như cá nuôi hả? Ngộ ha. Cá trên ruộng hơn cá nuôi nữa. Ông này nói chuyện là phải suy nghĩ mới được. Nhiều lắm. Nhóc có chân luôn rồi, ngừ chân rồi cả. Chìm phao luôn rồi. Nhiều quá. Đứt. Đỏ. Lung tung cái gì nè. Đỏ 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 đỏ. Dữ rồi. Đỏ đỏ. Tới rồi. Đỏ đỏ. Ôi dịu ơi. Nhiều cái này nhiều. Nhiều hơn cái dạo đầu xiên. Rô chân rồi. Lú kỳ lú kỳ. Cái
Đó, đó. Dữ rồi, dữ rồi, dữ rồi. Rồi làm sao? Nãy mà quần dài quần xà lón. Không phải quần thống mặc quần. Không mặc quần hả? Hồi lên lên chừng mất tiêu đó nha. Mặc quần nó chui giống là sao? Tới rồi, tới rồi. Vũ quên từ chút đi. Chút nước con từ đây rồi. Bơi ba nhẹ mới đúng. Tập tập cái nấc là nấc. Cao bị ngay căng cái can đằng này còn có can chịch rồi đó, can đi chịch rồi. Chịch không nè, chỉ đuôi nè, cái đuôi nè. Đó. Đó ba chịch cái can bên bên rồi đó. Tới rồi, tới rồi. Tới đuôi luôn rồi. Ốc ngư luôn hả? Đục nước cái đuôi ra này. Dính trưởng. Đúng rồi. Tách ốc mà. Tách ốc gì vậy? Dữ rồi, đầy thùng luôn rồi. Cái đuôi ngựa ra gần nó nổi lên luôn rồi. Nổi đuôi lên luôn rồi. Rồi lên. Quá rồi, này phải ngắt ra là mấy khúc mới được. Cầu ba khúc mới làm đôi không nổi đâu. Quá vô rồi, nó nhiều cái cá mè nhiều ha. Mè lứa ở bầy. Có 400 người đợi mua cá chẳng mà sợ gì. Rồi. Một túi. Đứa đầu nãy 2 khúc. Chia ra. Quá đã, cái mè bự bự luôn à. Mè này bự. Cá kéo gọn như cá nuôi bạn thấy không? Dữ dằn thiệt. 500 anh em nhà chuẩn bị hả? 500 chị em. Cá vô tới. Nhiều quá. Nhiều. Hết luôn chừng không nổi á. Đó. Ừ, quá rồi. Đầy xuồng luôn rồi. Quá thế à. Còn cái chai trắng thứ già luôn rồi nè. Hết biết cái chai trắng bự rồi. Không nhất không sao, cái cô mề nữa kìa. Cái cô mề ngon. Cái lóc chà bá nữa kìa, nhảy ra không? Hả? Cái lóc kìa để nhảy uổng. Đây. Giấu em ơi. Giấu. À, có mồi, bắt hôi đó, mình hôi nha. Cá đó không tính à. Đầy luôn rồi. Cá chê. Quá rồi, chưa hết, còn khúc luôn. Đầy xuồng luôn rồi, khẩm luôn rồi. Cái phim còn cộng trong đuôi nữa kìa, còn khúc nữa kìa.
Trời ơi, trời, chưa được người mua đó, còn 20 người đó. Ở đây được tới 70-80 kg nữa, đúng chưa? Nhiêu đây hả? Nhiêu đây trên nè ông ơi, hồi nãy kia 40 kg mà nó con khủng rồi, nhiêu đây có 70 rồi đó. 70 trên đó. Nu mèo nu. Không đủ cho thêm ha. Thêm không? Có thêm không? Cái mè nhỏ. Ê, đừng thả, thả đi. Thiếu người mua hả? Dạ. Thôi. Nhỏ à, ốm rồi thật, rộng lại đi. Rộng lại lưới sao. Cá như cá nhà bằng ăn nhiều ăn còn nhiều thả bớt. Nhiều quá. Đúng ra không có nhiều cá chép nữa. Mè không à, ở bầy. Mè này đứng quay phim này vô. Mè này thằng ký à. 800g ký là nhiều. Đau quá, cá ăn nữa mình có mình đi thả vậy nè. Nói sao người ta coi coi này chửi nha. Làm phách hả? Con mấy con mè đầu hò đầu bờ đó, con đó ký ngoài không á. Bốn con trên mặt này nè. Mấy con này là ký ngoài chân. Ủ đó ốc. Ủ đó ốc với chì vàng rồi đó. Ốc lắm nhiều á. Cá sặc. Sặc cái chì vàng rồi nằm trong đó không đó. Chục ký cái chì vàng này nè. Chục ký luôn hả? Có chuẩn lọt ra bớt đó nha. Lẹ lẹ đi đó, chuẩn lọt. Cỡ một chục thôi chứ đâu nói một chục. Chục con. Nhớ cái khu khô cái nào móc hết á. Wow. Chết cái con này nè đi. Bên này cái gì á? Bơi tùm lum hết trơn rồi. Quá điện mua cá lý lịa hết trơn rồi. Ôi vậy mà ít cây vàng hơn cái mẻ đầu. Mấy con à. Vàng ú nu. Ồ quá rồi, một xuồng cá luôn rồi. Quá đã bạn ơi. Hết biết rồi. Quá rồi. Mỗi lá gì dặn lừa hư dân rồi. Không kịp kéo luôn rồi. Cá quá đắt rồi. Một xuồng luôn. Nhắc khúc coi. YouTube ơi. Rồi vậy đi. Hết tiếc. Không biết nhiều ký luôn nữa. 70-80 rồi. Trên 70. Cá như cá nuôi vậy đó, cá mà nó trong ruộng như cá nuôi vậy đó. Kéo lưới cá sặc hả? À? Cá sặc thấy gì chứ ít. Kéo lại lưới. Gì? Ừ. Ồ, hồi vô chổng mình đây đi chổng mà. Ủa con cá chép nó bự kìa. Chép nó kilo quá. Nè. Cút cút luôn. Anh cũng đi chổng mà. Anh đi vô chổng theo. Chơi thôi trò cảm giác mạnh luôn á. Tới luôn tại ơi. Về miền có ngọc đây mới khó này hả bạn á. Bởi vậy ngay cái đường ra luôn. Về miền Tây mới thấy cảnh này. À không đầu chứ nè, để ôn đầu nè. Đó.
công đoạn lựa cá bổi. Chì vàng nu nu. Cần thử nhiêu ký à? 18 à? Con này mới lớn. Ký không? 900 gram. Bỏ cân kia kìa. Cân bỏ này dễ bỏ hơn, cân 12 ký kìa. Ha. 900 gram. Cái này hay quá ta. 600 gram. Ê, nói gì mà cả đó ha. Thì nó cả 800 gram á, trung bình á. Còn đấy chắc, thì cả ký à. Vậy luôn. Vậy luôn. Điều gan lứa trời. Lứa mà, tao nói cá mẹ lứa mà. Rồi, ngon lành. Mẻ này nhiều lắm nha bạn. Mẻ này này 18. Bao này như 20 cái gì nè. Bữa này mười mấy nè, mười mấy 20 rồi nữa. Bao này 50. 80-90 ký. Như cá bổi cả 100 ký. Mẻ này cả 100 ký. Cái mẹ bự luôn mà không có cái nhỏ. Lên ơi. Mưa luôn. Vui luôn. Nhiều hả? Cỡ xuồng nãy không? Không biết sao, nhảy rồi. Thấy con ngư chứ nè. Nè bên đây là ốc, bên đây dưới đây. Cái gì có không bằng nãy đâu, có không nhiều lắm đâu. Bị nó dội á, chứ cái đuôi đâu có hết xịt à. Mưa bánh vậy? Mưa. Thấy cái đuôi nó không có lên chóp như nãy. Đổ. Ruộng này không có chiên phi, cái ruộng trên Đồng Tháp vẫn chiên phi tán thần được chứ. Chiên phi à? Chiên phi. Đặt vớn cái đổ, cái vớn cho nó vô nhóc chứ. Đây, có chi vàng. Cẩn thận đi, tới rồi nè, cá nó ra tung tung nè. Đó, đó. Trời ơi, nâu rồi. Chủm. Này đặt cái vớn dưới sông, vô cái đuôi vậy, đã lắm ta. Chép dư rồi, dư số lượng cá chép rồi. Chép nhóc luôn rồi. Chép nhiều ít cá mè. Này không thấy cá mẹ như cho là chép không à. Rồi hết thu rồi. Nó trốn bên kia vỏ. Nó trốn. Ở đây không nổi đây chứ. Giờ vỏ hạ lắm. Nổi mà. Đi nha. Ở trong khu nước cái đi.
Không nổi rồi. Kinh hồn. Wow. Chép. Dạ. Chép. Dư cái chép mày. Hết luôn. Đã không? Dục cá cũng đã, nhìn cũng đã nữa. Lía lịa luôn. Đây hồi hồi đó tôi nuôi cá nhỏ và nuôi cá bé lớn nè. Nuôi cá bự. Sống phi. Trắng cà bá hết. Lóc nữa hả? Bổi cá sặc. Ồ cái chai vàng đã rồi. Ồ chai vàng nhiều nha. Nhưng mà mấy cái chấm cỏ nó không lớn nha. Ồ dữ vậy. Để kẹp luôn rồi. Quá chục cái vàng à. Mẻ này ngon là trúng rồi. Rồi giờ kéo nước không? Đủ không? Hỏi có kêu vậy đủ không? Ở đó ướp rồi đó màu lắm. Dạ. Tôi có tính cho nhiêu con vậy vàng. 40 con, 40 con. Vàng lấy nhiêu ký? 20. 20 ký cái mẹ phải không? Dạ. Hai chục cái mẹ vô đây như đây hơn 20. Chê vàng ngon quá. Hùng hùng chê này nè. Chê này là tới luôn. Con này nướng một cái ha. Không gừng lên cái ha. Ớt cái cây cái ha. Vàng như chê này 200g á. Quá đã. Uống nu. Mẻ này chê vàng nhiều lắm. Trong đây nữa nè. Đó cái chục con á, còn ở ngoài nữa. Chị vàng, chị trắng. Quá phê. Không mà con chị vàng này đúng ngon thì chứ không mập nè. Nọng luôn á. Kiểu như nó dư mồi á. Cá bổi quá trời. Nãy có con cá lóc nữa chắc nó bay ra ngoài luôn quá. À đây nè, đây nè. Lóc. Quá mê. Mình nãy mạnh trợn như con cá vậy. Tanh nhảy tới đầu luôn. Dắt này à, làm thêm mẻ nữa bạn ơi. Dí trong cái gọ trong nè. Sớm giờ kéo chắc cũng cỡ 200 kg cá mè kìa. Rồi giờ anh vơi đèn tèn lên đầu trên. Nãy giờ đi nhổ mấy cái cây. Mẹ này cá sặc chắc chóc á. Thấy cái gốc đây khác đầu bụng, đầu ngoài. Quá xá cá lồng tông luôn bạn ơi, dữ dằn. Dữ lắm lồng tông. Thế vậy chứ cái này 10 phần mình kéo được chừng 6 phần. Nhiều lắm. Này tới lúc mà bơm nước ra bắt với đã. Nó gom xuống cái đường đường kinh, đường nước á. Lúc đó cá nó bự nữa. Mình mong.
khoái nhất là cái kéo lưới mà lúc cá nó phóng tung lưới khó tủm 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 nhìn đã mắt, lúc nó kiếm đường thoát nó nhảy đã lắm. Nặng là cá nhiều nó mới nặng. Cá nhiều. Xé gió luôn trời ơi. Đó cũng đi kéo lưới về đó. Lưới cá lưới ốc vậy không? Cũng kéo lưới. Đó, ngự dân thấy không? Mới đây mà ngự dân rồi. Đổ sao nhiều rồi cái mẻ thứ ba nữa luôn á. Nữa. Nửa xuồng luôn á. Đó, cá phi bự. Thôi nó nhịp cái phao đắng luôn rồi kìa. Cái thùng đắng nó giật chìm chìm luôn rồi kìa. Dữ rồi, dữ rồi. Cá nhiều lắm. Chạy. Cá phi chạy dẹt lúa, nước đục ở trong đó kìa. Đằng đuôi đắng nhịp ngư chứ. Ủa. Nó cá phi khôn được chứ. Nhảy ra chơi. Lưới đó kéo mà đã đó. Lưới cũng lưới chài đó. Vô đuôi cứng dần à. Nó tự động nhảy ra mấy cái chép đó khôn đó. Đó, đó. Đặng cái đuôi nó có bị gì không? Sao nó dội ra đây vậy? Vô cứng đặng chân rồi. Hết chỗ vô hả? Hết chỗ vô rồi. Ồ, nó cái thèm vậy. Đục nước hết trơn. Ủa. Này là mè bự bự không luôn đó. Có khi nào các mẹ lên gọi không? Sáng giờ động dưới nó chạy lên đây. Lội ngư giống chân ở lú đuôi nhoi chân không? Ồ, cái chê gì mà nhảy ra được không? Này cá chê nhiều à. Ủa cờ nhảy cờ. Dữ rồi, dữ rồi. Ủa. Đã sáng mặc quần xà lón là nó chui vô vài con rồi. Rồi nó ăn mất tiêu luôn rồi. Kéo này phải mặc áo sơ mi là nó dính nút tay lắm. Áo thun mới được. Dạ luôn. Ủa sao đi dưới vậy? Ủa. Ủm ủm. Ghi quá, sáng vô mặt quá. Quay mặt, mà quay mặt lại. Cầm dữ nữa. Tự dưới mà nó đưa cái lên cái cầm cái bùm cái ha. Nóc ao luôn. Dễ bạch bạch luôn. Tới rồi, tới rồi. Tới rồi, tới rồi. Nữa, nữa. Đó, đó. Đi kéo lưới mà không được cá, kéo vô cái lưới cái này phá dữ. Kéo hoài luôn á. Không phải đặt cái vớn mà sao mới vô cái đuôi vậy ha. Nhanh tao ơi. Lại đổ cá vô. Quá rồi. Quá rồi, đầy túi luôn rồi. Đừng đừng đâu. Lòng tông rồi, lòng tông. Quá lòng tông rồi. Lòng tông cá sặc, cá phi. Lưới này mới đã nè, đủ thể loại luôn. Đầu bọng. Ồ. Này phi nhiều lắm. Rô phi nhiều lắm. Trắng hết trơn. Trời ơi, cá che mà lắm.
Chuối ngoài hả? Chuối ngoài hả? Có lưỡng dũng, quả đại vậy đi. Đủ hay ta. Mò được cách ghê luôn. Quá dữ. Bỏ bên dạng kìa. Giúp đại vậy đó, giúp đại lên đi. Không dám dục. Mập lù luôn, út nút luôn. Mập lù quá. Tiếp tường. Đồ nhóc chân á. Gác lên luôn coi. Con làm gì ngộ vậy? Xuống xuống vậy gác cho nó rồi. Mò cái dây vàng không sao sao đi vậy đụng cái trắng trắng liền. Cái trắng. Đó hết rồi, dặn vậy này không đủ nữa. Thôi 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 thôi. Không nổi rồi hả? Không nổi đâu. Nặng lắm. Ồ hai cái vớn cây nhiều bạn ơi rồi nè. Chục ngoài ký. Chép bành kia luôn. Quá đã luôn. Động nó giờ nó chạy vô. Động hết thì có nhiều động. 40-50 kg. Còn một chút nhiều lắm. Vô dữ rồi. Trời ơi, không nổi luôn rồi. Quá đã rồi, nhiều lắm. Mè bành bành không à. Wow. Nhiều quá, lưới này nhiều quá. Con phi nhóc luôn. Cái chép nào bự vừa lấy một con có. Ở nhà có rồi. Có bài gì? Vừa lấy con hay con thôi, tại nhà nhiều. Một một dèo nhà cái chép nhiều lắm rồi. Quán 20 kg vậy. Ừ, quá đã. Con chép này chà bá ra lụm lại. Quá im. Có cá luôn, ngán cá luôn, ở chuối giò luôn. Chú phi nhiều thiệt. Đó, đó con giữa hai ba con. Giữa hai ba con cá chép. Trời cá nằm dưới giò luôn rồi nè. Đó, lụm. Dễ ăn hết biết chưa? Mới thảy ra làm như nó phê vậy, nó chuối vậy. Mấy con cá là tới bơm nước là con ký ngoài hết. Đồng tông gu phi nhóc luôn á. Gu phi nhiều. Vô. Trong túi đó mới có hàng vip đó. Trong đuôi đó mới có chia vàng rồi đó. Mấy cái chép này bự quá. Hàng ký. Mặt nút rồi, u lu. Lưng về cui. Cui. Làm xong. Buông tay nó chạy nè. Trời ơi, cá. Rồi nè, lủng nè. Cá chê. Nó quá, con này bự à. Đầu chờ giờ luôn. Đầu như cái dừa vậy á. Rồi lủng mấy cá tép được lên được trong á. Được ra ngoài á. Đầu như cái dừa luôn. Rồi, sống phiên. Đầu như cái dừa luôn ha. Về. Rồi. Rồi, sống phiên, vô. Quá cá luôn. 50 kg phải ru. Cá mè bự bự rồi. Mè này hàng ký ngoài không? Có mấy con. Cá, tới cá luôn. Mè này bự bự không à? Giật nhiều. Lòng tông cái sạc lọt chứ.
Cái nhét nó đem về, lần nào chắc đem về mà thả vô cái nồi mình nuôi đó. Thả lên chảo dầu á, nuôi nó, nuôi nó mau lắm, mà ngon nữa, chắc ăn. Ừ. Cá chép nhỏ ăn cá mè. Nhìn thấy cưng ha. Con nào lấy cái lưng nữa nè. Lấy hết luôn đi. Rồi đó. Đi. Hả? Đó anh không? Ừ. Còn ở trong vẹo còn nhóc chúng á. Sáng đem vô nhiều lắm. Hả? Tiền lấy đi về nè. Con nào lấy u đù à. Đây có mấy ký là được rồi. Đây có xong rồi, đây có 12 ký. 12 ký. Có. Cái này gần 13, 12 ký. Ồ, tính ra chơi vàng cũng nhiều ha, một phao luôn á. Có mấy con chơi trắng bự. Lóc. Nè, nu quá đã. Phải chơi vàng mà nó bự bằng cái chơi trắng đã nè. Được rồi, uống đi, coi rồi, uống đi. Vì dứa nè hả? Dứa thiệt không? Phải dứa cả lương. Vì dứa mà để cho nó hơi cứng cái nó mới ngọt, nó mới thơm. Quá đã. Ừ, nhảy. Cá lóc mới nhảy ra thôi. Mình có mấy cá chốt. Con cá mùi nữa. Nhiều đầy đủ chảo khô khô. Bà nào cũng thăng bằng nổi. Con chơi vàng rồi. Để chút nước cho nó ra muối. Hết biết cái chơi vàng để mập. Chạy lẹ dữ ha. Cá chạy ra tới sau hè luôn. Thấy cá nhiều ha, bây giờ tới mần quý quái. Tùm lum cho hết đường dẹp. Dừa dứa luôn bạn ơi. Lâu lắm mới uống lại dừa dứa. Lúc trước mình có trồng cây mà sau này nó chết queo rồi. Dừa mà cứng gì mới thơm dữ. Uống nó có mùi lá dứa. Thơm, thơm. Thơm, thơm. Ngọt nha các bạn nha, ngọt gắt luôn á. Xuống lon nha. Xuống lon luôn rồi đó. Xuống lon luôn. Bước trái vừa uống luôn á. Lòng tông. Lựa mớt à, còn mớt mà ấy luôn. Lòng tông cái sặc. Cái sặc này xiên khô là ngon lắm, mềm. Quá cá. Đủ thế loại luôn. Để vô thêm sao rồi để xịn không? Cái lòng tông nó đây.
kéo cá xong, hai chồng mình tranh thủ giọt về liền luôn bạn ơi. Con hậu tống dạng bầy cá chép kìa, với lại số cá mè về cào chả. Dữ lắm cá luôn á, mấy chục ký á, cá mè trước kìa, một sạc khoạt. Rồi phía trước nó có cái chơi vàng nữa, dượng cho mớ cái chơi vàng về ăn, cho giống có bào. Đây cá chép này mình trở về thử mớ rồi mình thả hồ mình nuôi chơi bạn. Nếu im thì mai mốt chiến cáo lưới sau mình xuống mình bắt nữa mớ nữa, nhưng mà thấy im chạy khoảng cái mình ghé lại thay nước nó cái gì nè, con cá mùi nữa. Về số nào ăn ăn, còn số nào mà mình thả dưới hồ cho nó lớn lên cho nó lội đẹp chơi. Rồi tiếp tục let's go, nãy giờ mình chạy cũng hơn nửa đường rồi, còn khoảng tầm 15 cây nữa tới nhà, 20 cây nữa chứ, từ nhà tới chợ bán cá 15 cây à, đúng là 15 cây. Cái này phải đi dài dài mà lấy thêm cái cây vợt nữa ha, giống hệt luôn ha, giống hệt đi chích luôn á. Cây vợt cộng dây điện nữa, đi gan đi chích luôn. Hồi sáng cá sặc, hồi sáng cá sặc quá trời luôn, cũng rủ ngoại theo. Cá cha bự hả? Cá chép con, cá chép với cá mè, giục cái bao lên nè, có cá nhỏ nè, múc nước vô kìa, cho nó ăn cá nhỏ, kệ đi chút, cái sách nhỏ nó thả. Rồi đó. Đây thể gu luôn bạn, hồi nãy có mấy con yếu yếu mà ra sông lớn mình thay nước sạch vô cái tư gối luôn, ngày con nào lên chảo thì lên, rồi con nào thả đem cho anh thả hết. Kìm chỉ sao có kéo mình xuống dưới kiếm mớ nữa, tới đợt mà tát luôn á, nó bự nó đã. Này bỏ cái thùng cái một sắt cho anh luôn. Này bự bạn, nó nhịn cá mà cái đầu nó là cái lưng nó gù lên nè, thịt không á, con này chắc cỡ 900 gram ký vậy. Con này bự, cá nó cá hường cá mùi á. Rồi mấy con bự bự đó, nhỏ nè. Ủa vậy là thả luôn hả? Ăn không? Có. Ừ, để con lại ăn chi năm mấy con ta? Con ăn gì vậy, lựa loại đi. Rảnh thiệt chứ. Nó có. Cái nào ấy xách đi thả luôn à. Giờ mấy con bự ra đi. Mẹ thả mấy ơi, nhỏ thôi. Bắt mấy con. Mấy cái chép. Cái chép á. Ba con đi. Ông ngoại con. Đâu có, bạn không biết được. Mua giùm nè. Ba con đi. Ngoại con, mình con. Không, 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 con này không thả được. Con này nó bị hở mang. Con này mang nó hồi nhỏ nó bị con cá lóc cắn vậy. Kệ đi, thả nó đi. Nó yếu xịu hả? Yếu rồi, yếu mạnh như trâu. Thả mang chất vàng đẹp. Ốm nè, năm ba con, mình con ngoại con là chừa năm con thôi. Thả vàng này đi. Con nào? Con nào cũng vậy à? Thả vàng đi. Cá lúc này nó chưa bự nha. Rồi bỏ con đó lại đi. Rồi năm con, chị năm ba con, mình con ngoại con, xong. Đó. Giờ vớt cá mày Vinh là xưa rồi. Nãy ông Dượng cho mình mấy cái chè vàng, với lại sáng cá lóc nhưng cá chê hãy qua đây nè. Vô tình mình xách về luôn. Lóc bự à. Đó, này nướng mắm gừng ha, còn có gô mề nữa nè. Đã chưa? Quá ngon, hàng này là hàng VIP. Rồi để mình đi anh chảnh mình thả mấy con cá mè, cá chép bạn ơi. Chuyến này về đây là liếu lo luôn. Đó. Này có cả chục con gì trong đây vậy ta? Liếu lo luôn, con ăn trống lớn nha. 1 2 3
con cá mùi nữa, 4 5 6 7 8 9, 9 con. 9 con. Dưới nhà 5 con nữa là 14 con. 14 cá chép. Tại bữa nay mình cũng chưa dám chở nhiều mà. Tại sợ chở về rồi lỡ nó ngủm củ tỏi ăn hết. Nhưng mà chuyến này êm rồi. Chuyến sau có kéo mình đi dưới, chuyến này chuyến sau chắc bắt về vài chục nữa. Mình là bỏ phần trước phần sau á, lại lấy mấy cao su mình bông luôn nữa. Cá này mình mua dưới 1 ký có mười mấy ngàn à. Cũng rẻ lắm. Mua về mình thả trên hồ này vài năm nữa nó bự lên con 3-4 ký cũng đẹp nha. Câu rồi dính cũng phê nữa. Rồi, ngon lành, quá đã. Mạnh khu. Kéo đẹp. Lính đó, đi đâu cũng chạy theo chân á, kè 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 kè. Kéo coi. Về nè. Gạt tiếu lắm à. Con nào mập, con nào mà nó mập lù. Nó muối xả chiên cũng ngon. Sẵn măng luôn. Sẵn bà ngoại măng luôn. Chứa xác 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 kho cũng ngon. Về một con cạo chả. Cá này dễ cạo, lóc miếng thịt ra bầm cũng được nữa. Bỏ tủ đi, mai hãy cạo. Nó dễ. Cạo liền, nó dính quá. Cái gì tối tối cạo được. Bỏ luôn bạn đi, mai bà lấy ra một con, bà cạo đi. Rồi bà để thì bạn hết chả cá, cái mình lấy ra con, bà đó bà đem rau lên cho nó kìa. Chiều nay cả nhà mình ăn cá nướng với lại cá nấu canh chua nha. Rồi sớm thì mần mấy cá mè, cái mình lấy cái thịt đó bỏ tủ lạnh để dành cạo chả. Mình lấy cái đầu lại mình nấu canh chua. Với lại giờ này mình đang nhóm bếp lửa nè, đang nướng mấy cái chè vàng mắm gừng với con cá lóc nữa. Đó, cái chè vàng là về nướng liền vậy nó mới ngon, nó còn mập á, nó còn mỡ á, ngon lắm. Nhưng mà cũng đang thèm nữa, ổng gà cũng đang thèm. Giờ nhúm mới than cái bà y khiêu khiêu cục đó cho tiếp nè, kịp một thang vô cái cháy. Nhúm mới than cái mình đi chặt mấy cái lụi lụi cá y xin nóng luôn. Kịp than vô cái cháy. Chè vàng, cá lóc, cá rô, nướng hết luôn nha. Nướng hết luôn ăn cho đã. Nãy có chia cho bà ngoại mấy cái chè vàng, về chổng chắc khô khô hay là nướng. Có cá rô ngon, mình khoái cá rô. Thèm cá rô. Chỗ mình không có cá rô nên thèm cá rô. Rô, rô ruộng, bao mập luôn. Được có con bự à. Cá lóc mập nhìn đã rồi chứ. Cái đầu nó núp mà. Mùa này dưới nước nổi lên ruộng, cá dư mồi con nào cũng mập. Quá đã. Rồi, để mình đi chặt cây, mình xỏ lụi nó nha. Thơm quá thơm các bạn ơi. Mình lót mấy cọng xả vậy đó, đặng nó không có dính cái da cá chê. Cá lóc với cá rô nó không dính nè, tại nó có dãy. Còn cá chê thì mình phải lót cho cọng xả cho nó đừng có dính cái dãy nữa. Khoái nướng mấy cá chê các bạn nhìn biết chưa nè, mỡ nó sôi nè, bụm 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 luôn á, thơm dữ lắm, thơm luôn nè. Phồng da lên nè, ngon béo ngậy luôn, đã lắm. Cá chê này nướng là không khét, nó có mỡ nó tôm ra ngoài nó không khét, mình cũng mau chín nên nó có mỡ nên nó mau chín. Gumi cá lóc này mình nướng lửa than luôn nha, tại nãy mình để lửa tàn mình đi để cá lên khỏi đốt lửa ngọn. Quá ngon, đặc sản từ đồng ruộng.
mùa này có cá chi vàng ăn. Rồi qua cái đợt này khoảng chừng 10 bữa nữa tháng người ta bơm nước ra cạn, cá xuống kinh, mình ăn được đợt dưới kinh nữa là hết. Hết cá. Tới trên ruộng mà có lúa là lúc đó hết cá. Hết cái chi vàng ăn này tới năm sau lận. Mình còn ăn được đợt mà Hảo đặt ở dưới đường gạch đó. Lúc đó là cá nó bắt đầu nó già, nó bự. Ngon nè. Quá tuyệt vời. Chì vàng, mắm gừng thì hết, hết bài thì. Mình thấy nó là ăn chung với mắm gừng là ngon nhất. Không biết nhiều bạn thích làm sao. Mắm me, có thể là mắm me, mắm ớt chua ngọt. Nhưng cái chì vàng phải mắm gừng mới nó mới đúng sắc dở của nó. Đúng công thức. Con ăn cá gì? Cá chê. Cá chê hả? Chê. Chê chấm với gì? Với muối. Muối tình hình với ớt với ủa với chanh với đường hổm hả? Đúng rồi. Nó cay nhưng mà nó ngon. Cay nhưng mà ngon. Tiên ăn gì? Tiên phái gì đó? Ăn cá chê. Ăn cá chê hả? Không ăn cá lóc sao? Đi cha ăn cá lóc đi cha. Mình ăn cá lóc. Ok luôn. Chè béo. Em đọc phim nữa. Không. Cái hộp đó của em ạ. À? Giả cho em. Cái chè đâu ra ơi chè. Cá đó cá gì chà? Cá rô. Cá rô mè. Còn cái đầu của đó. Đầu cá chê. Thì vậy sao cắt ra? Cái chè chiên. Ừ, chín. Chín rồi. Thơm lắm, thơm rồi. Đi vô ăn. Con cá gô là phải nằm chung với con cá lóc nó mới đúng. Đó. Này là ba con cá chê. Chín nè bạn ơi, cơm cơm. Nhìn tô mắm gừng hấp dẫn không? Gừng nhiều lắm ạ. Gừng đặc sệt luôn. Tô huyết áp hả? Tô huyết áp ăn cá lóc nướng chui là đúng bài luôn á. Cái này là dưa chua. Đó là cá lồng tông. Cá lồng tông nãy lấy dạng mới bạn khô khô. Lồng tông khô khô. Hơi bị khét chút xíu nhưng mà vẫn còn ngon. Kho để quên nên thay hồi thơm phức. Thơm thơm. Rồi cơm thôi. Còn món nữa. Đây, canh chua đầu cá mè, rau muống vườn. Cái đầu này ăn béo lắm nha. Mình kho lạc cũng ngon nữa. Kho lạc với me cũng ngon. Rồi xong. Bữa cơm từ ruộng đồng nha bạn. Rồi, cơm 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 bạn ơi. Má mẹ con chú ăn cơm. Má mẹ chú ăn cơm. Giờ có ăn cá không? Ăn cơm và cá lóc và cá chê. Đúng luôn. Nhà mình năm nay là tiêu chí cá, ăn cá theo mùa. Lúc này là bắt đầu có cá chê vàng ăn rồi, cá rô. Bình thường này mày dinh quanh năm. Đi câu rồi cá dồ. Trong tủ lạnh mình giờ cá nhóc trống á. Cá dồ, cá sặc, cá mì dinh, cá chê, cá mè. Ui lum chưa. Còn cá chép gỏng xong nữa. Rồi cá bạn ơi, cơm cơm. Cá chê lúc này chắc phải dai hơn cái đợt rồi rồi. Cá nó dai hơn đợt đi mà đám rồi. Cá lúc này nó già rồi. Mời bạn ăn cơm nha. Mềm. Dài dài với con còn mềm. Rồi cơm ăn ơi. Bỏ vô đây
Cơm 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 thôi. Tới gần luôn. Cái chè tròn hả? Chè ngon hả? Cái lóc liền. Chè cơm hả? Nghe nó chè ngon. Chè kìa. Mẹ mình cắt. Cái chè nướng mắm gừng là hết hết sắc luôn. Thì kêu cuối luôn. Chè chè ở đây cái gì? Ngon mà nó bén nó ngay ở đầu rồi đó. Bát. Mời bạn nướng cá chè nha. Chè gà nướng mắm gừng. Béo. Con ghẻ được vậy. Cái lóc nó ra chơi. Cái chè dễ dẻ, thịt nhiều. Bên cá này nó mềm dễ dẻ. Cái chè trắng nó dễ nhất mà. Ít xương. Cho mắm gừng thôi. Ok, con cá chê. Làm khúc xương rồi. Ok, con cá chê. Mình đang ăn con cá chê rồi. Cái xương xương gà gà này nó ăn được, nó cũng mềm lắm, muốn cứng. Cho con miếng nữa cho anh. Dạ, cái chóp đùi béo. Chóp đuôi giòn mà béo đã. Cái nhà không được nó lắp đi nó gò nó hạt chụp hơn có gì đắp nó có gì đắp ăn mấy cái màng cá chép mà khỏi cái người đó cái trâu mà khỏi mắt không dễ thương như vậy có mẹ cái mẹ đó mềm 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 cái thấy ngon á béo mình có mắt mà ngon con ăn rồi ngon lắm béo chai dẻ mẹ thì ngon béo bánh mì xèo à chai dẻ tiếp đỏ ngon ổn đồng cái mè kho lạc ngon lắm kho lạc cái dặm me hết cay luôn cái mè cái đậu nó ngon ngon béo dữ thiệt chứ để cái hả quên chứ dữ lắm nó lắm con trời Cái đậu mình đi bỏ vào đây chung luôn nữa. Chung ra. Xương cái chân. Ngay đầu luôn. Đi bỏ nó chơi nha. Nó lắp thịt siêu mềm luôn á. Phá cá chê rồi. Còn phá món này. Món này ngon nhất không? Giờ món nào món gì? Này. Cá chê hả? Món nào ngon bé? Ngon bé. Ngon tăng mà. Ngon bé. Ngon bé. Ngon bé. Ngon bé. Quỳ chứ phải ăn mấy món mà béo béo rồi á. Ăn trứng rồi. Ăn cái mè béo dữ gì chứ. Mè cũng mau ngán lắm. Cái đầu ăn được nhiều lắm á.
Mang là cái này cái gì cha? Tự nhiên cái đậu ăn cũng hết, ăn như đậu cá hồi luôn á. Cha cái này cái gì á? Cái này cái gì? Cái mẹ cá, mà dính cái chơi cá, cái gì cái mẹ. Cái giò thích nhất hả? Cái giò cái mà dính thích nhất. Cái giò dễ ăn. Nhiều khi thật là cái chơi này đi, kỹ hả? Rất là đi cái chơi không? Bèo nhà quốc chỉnh cái là ngán rồi, quá cá khóc bự. Quá béo luôn á, béo rất ngay luôn. Nó làm tâm nó đang kháng một chai cơm luôn. Mà cháu trắng là chắc cứu á. Cháu trắng. Tráng đi bỏ mỡ rồi cháy cháy rồi thơm. Chắc trắng luôn. Làm tâm con 2-3 ngày cũng ngon vậy. Càng kho càng ngon. Trứng. Ốc nó bự thiệt chứ. Bỏ luôn. Rồi đọc làm văn cho nghe đi. Em lớn lên sẽ trở thành nhà khoa học. Em ước mong ông bà và cha mẹ sống lâu. Em ước mong cha mẹ hạnh phúc. Em ước cả nhà sống hạnh phúc. Sau này em lớn lên sẽ làm bác sĩ. ước mong làm nhà khoa học và lớn lên là bác sĩ gì lắm như vậy. Ước cái này mà làm cái kia. Ước mơ làm bác sĩ làm trị bệnh trai. Ước mơ làm bác sĩ trị bệnh cho hết cả thế giới. Ừ, dưới như sao? Thảo Quỳ với thích nhất là môn tập làm văn với lại tiếng Anh. Phải không? Đọc cái đúng rồi. Cái bà tiếng Anh mà không đọc cho bà nội nghe đó kìa. Thôi. Ở nhà tôi sao đó. Dạ đâu đọc cái bài văn tiếng Anh không đi. Để trả lại. Chết xuống, chết xuống. Diễn, có lộn đọc. Đọc tiếng Anh nha. My name is Evie, I like bad model, father. Game model, game father and bottom. I bad in Việt Nam. My family had bad kinh đó. Name đẹp bên phóc. I let film side the chain. I'm 9 years and exclusion. Rồi, tiếng, dạy xem tiếng Việt. Tiếng Việt. Tôi tên là Vi, tôi sống với cha mẹ bà nội. Ông nội và em, tôi sống ở Việt Nam, nhà tôi có 3 cưng chó, tên Đẹp, Ben, Phóc. Tôi sống ở Sóc Trăng, tôi 9 tuổi, tới lượt bạn. Quá dữ, thì ghê chờ bài tập làm văn tiếng Anh của Thảo Quy á. Nói chung là cũng có sai giống nhưng mà cũng vui bạn ơi. Nhưng mà vậy đó rồi thì Thảo Quy dạng lắm. Có bữa có mấy chú kia là tối là hai chú cháu ngồi nói chuyện tới khuya luôn á, dạy tiếng Anh. Rồi con dịch kêu sao? Hả? Dịch. Con gắn. Rồi con có tên gì? Mai em đẹp. Này làm có lý của ta. Lần đầu ăn tới miếng xương cuối cùng luôn. Hôm ngon tới miếng xương cuối cùng, hôm ngon tới cái đầu cuối cùng. Lần đầu ăn cá mè mà phái rồi. Cái đầu béo lắm, béo luôn. Chứ sao có cái mình kho lạc với me sống nữa. Ừ, chứ cái này nó vua, cái nó lạc quá. Ngán. Béo quá béo. Rồi, quá im luôn bạn ơi. Nay đi được trải nghiệm một buổi kéo cá và có cá mang về ăn là quá tuyệt vời ha. Cá chắc ăn cũng hơi bị lâu ạ. Để coi chuyến kéo lưới sau thì mình tiếp tục chạy dưới nữa nha. Chuyến này xuống dưới chắc bắt về nhiều cá chép á. Đặng mình thả hồ nuôi.
rồi sau này lớn lên con 2-3 kg, 3-4 kg, lúc đó mình câu nó hoặc nó lội cho nó ăn lên cũng đẹp ha. Như có mùa này cá nó có, nó cũng rẻ, mình mua về. Chứ qua mấy mùa sau là hết rồi, khoảng năm sau mới có nữa. Thôi chắc mình cũng xin kết thúc clip đây luôn. Rồi chúc tất cả các bạn có những phút giây thư giãn xem nét thật vui nha. Thật nhiều sức khỏe trong ngày mới, ngày làm việc thành công luôn. Rồi bye bye tất cả các bạn luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.